Dạ, em chào các bác. Hôm nay cái chậu phi điệp bầu 24 giờ của em nó lở. Bông này là bông khá là tím. Tím đậm hơn so với những cái bông khác của em. Khác thì hoa nó cũng tím nhưng mà nó tím ít hơn. Năm nay em rắc cái bả ốc sên ngay từ cái thời điểm ban đầu mà nó chưa ra mầm ấy. Thế là cây mầm nó giữ được nguyên. Đến tầm này thì vẫn chưa xuất hiện những cái hiện tượng thối nhũn. Nhà em hay sử dụng nước vôi trong. Nhưng đợt này em còn đây, ui, chậu này khuôn hoa đẹp này quá này. Chậu này là chậu chậu này em bán 150 bao ship này. Chậu cứ tính là chậu số 1 đi. Nhà em lở ít, cây thì phát triển tốt nhưng mà lở ít. Những cái chậu này không, gần như là không có bệnh tật gì luôn. Ngoài cây bầu ra thì có cây cái này là bông hoa rất là to và lưỡi của nó rất là đậm này. Bông hoa có thể nói là to nhất trong để em vặt một bông hoa khác. So với bông này, đây các bác này, so hai bông này với nhau thì bông này to hơn rất nhiều. Bác nào lấy chậu này em lấy 200 bao ship đấy, có mỗi nguyên chậu này là thôi. Chậu này thì 150 này, chậu này cánh rất là hay, hàng mắc cạn em này, khuôn hoa rất là gọn gàng cân đối. Cây này thì em bán là 250 này, cây này là bầu 24 giờ. Bầu 24 giờ thì ngày trước em mua thì anh ấy có nói với em là cây này rất là sai hoa, thân thì rất là mập, thân thủ mập sai hoa, và đặc biệt là đến buổi tối hoa nó không cụp lại. Thường là phi điệp buổi tối hoa nó hay úp lại, nhưng mà bụng này các bác nhìn cái lụ nó đỏ nó thế này, và đến cuối buổi tối nó không cục lại. Chậu này 250 là hoa rất là thơm. Chậu này em không biết vùng miền nhưng mà mua lâu rồi đấy, bầu 24 giờ đây. Thế nhà em chỉ là có mấy bông đẹp thôi, còn lại nguyên vườn thì vẫn là hoa và ki, những cái phi điệp thường thôi. Thực ra em vẫn chăm cái vườn này vì cái vườn này bây giờ em cũng có vườn lan, cũng không biết trồng cái gì, chỉ biết trồng mỗi hoa lan thôi. Chỗ này chắc là những cái mặt hàng ngày trước này, xem có bông nào hay hay. Những bông này thì cũng ấy, chỗ này đấy, chậu lở vài bông thấy nó cũng xinh xinh và làm cho cái khu vườn nó thơm. Nhưng có hai bông đặc biệt thì em bán một chậu 200 và chậu bầu này 250 bao ship này các bác này. Đấy, chậu này các bác lấy được. Còn mạc xuân thì em vẫn bán 8.000 một cân bao ship. Mạc xuân thì nhà em lúc nào cũng có nhiều. Vườn em chủ lực của em là trồng mạc xuân, cho nên là hầu như tất cả mọi cây giờ đều nhường chỗ cho mạc xuân. Kia có bông hồng ngọc Bắc Cạn lở. Bông hồng ngọc này có vẻ hơi yếu cho nên nó hơi không đẹp. Wow, ki này các bác này. Nghĩa ra mùa này em sẽ trồng ki, nhưng mà thực ra thì trồng ki mùa này khi mà ấy thôi. Khi mà rễ nó ra như này là trồng tốt, nhưng mà em có kiểu trồng của em là đến mùa đông em cắt hết cả cái dây này xong em buộc lên cây, hoặc là trồng ở chậu. Thì khi mà buộc lên cây mùa này em trồng thì nó hay bị hỏng cây, nên em trồng mùa đông thôi, lúc cây nó nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Tôi cảm ơn các bác lấy em hôm nay em chỉ bán hai chậu phi điệp này thôi.